Rồi chào các bạn thì hôm nay mình cho các bạn xem về hai cái mẫu à, đây là hai cái thước đo độ của hãng Simac đây một cái thước đo độ ngắn của hãng Simac có mã hàng là D0023 à, đây là cái dòng này thì thước này sẽ ngắn anh em nhé chỉ có 150mm thôi và một cái dòng thứ hai là D0025 thì đối với dòng này thì anh em mình nhìn thấy nó tới 250mm lận à, đây là khá dài anh em nhé à, để mình, mình mở cho các bạn xem bên trong luôn đi cho nó dễ dàng cho các bạn có sự lựa chọn đây là cái dòng ngắn các bạn chịu khó chút xíu nha đây cái sản phẩm này à đây mình cho các bạn xem cái này là dòng ngắn nha rồi đây là cái cây dài cây dài thì nó sẽ khác biệt một chút xíu anh em nhé đây là cái cây dài nó sẽ như thế này 250 mm để cho cái góc đo của anh em cái khu vực đo này dài hơn rộng hơn nhưng mà cái giá trị đo ở phía trên này thì vẫn là như vậy anh em nhé để cho anh em mình thuận tiện trong quá trình chúng ta làm việc hơn đây cho anh em xem thấy ha đó, và hai cái mã hàng là của hãng siêu mắt D0023 và D0025 ở trong cái tiktok shop bên mình có đăng sản phẩm sẵn rồi cho anh em rồi nha anh em mình có thể vào đó để tìm hai sản phẩm này ạ à.